Chào các bạn nha. Trên tay mình đang là một cái trung tâm báo động không dây kết nối bằng wifi của hãng Home Reset mà mình vừa mới cập nhật thêm sản phẩm cho công ty của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm clip để mình review sản phẩm, bên trong nó có bao gồm những cái gì và cách hoạt động nó ra sao cho mọi người dễ tìm hiểu hơn về sản phẩm này nha. Rồi, mời các bạn. Rồi thì mở hộp ra mình sẽ có bao gồm là một hướng dẫn sử dụng, một doorbell, một nút chuông nhấn chuông, một công tắc từ cảm biến cửa, một phòng ngoại, một remote và không thể thiếu được là một báo động. Thì nó sẽ có bao gồm thêm là phụ kiện bao gồm chân đế, keo 3M để dán các cảm biến cửa cũng như là chuông, một sợi dây nguồn, một nóc sạc và đinh ốc. Rồi sau khi mình cài đặt hết tất cả các thiết bị vào trong trung tâm rồi thì mình sử dụng remote để mình test thử cái tính năng của nó như thế nào ha. Thì mình sẽ thử cái công tắc từ này trước, cảm biến cửa khi cửa mở, còn từ nó hở ra thì nó sẽ báo như thế nào, còi nó sẽ hú như thế ra sao nha. Đây, giả dụ mình mở cửa. Còi hú rất là lớn. Mình tắt đi, nhấn mở khóa là tắt. Rồi, sau đây mình sẽ dùng test qua cái hồng ngoại, cảm biến hồng ngoại. Cái nữa thì là cái chuông, ví dụ như cái này để gắn ngoài cửa. Đó, phần mềm nó báo cho mình biết được là cảm biến nào nó đang hoạt động, bị báo động. Chuông là chuông khách, ví dụ như khách ở ngoài nhà gọi vào, bấm vào thì trên phần mềm cũng thể hiện luôn là thời điểm đó có người đang bấm chuông. Bây giờ mình tích hợp lại một lần nữa cảm biến cửa.